nấm linh chi vàng hay còn gọi là hoàng chi của Hàn Quốc đã được y học cổ truyền ghi chép lại là một loại thảo dược vô cùng quý hiếm, có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Nấm linh chi vàng là một trong số 6 loại linh chi quý nhất hiện nay. Đây là loại nấm mọc nhiều ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Hoàng chi có màu vàng, nấm không có cuống và tán nấm bao phủ một màu vàng đều. Thân thịt bên trong màu trắng kem, xốp và dày. Thịt nấm rất mỏng, khi nấu nước sẽ có màu vàng nhạt và có vị đắng tương tự linh chi đỏ. Những tác dụng của nấm linh chi vàng Hàn Quốc đối với sức khỏe. Hỗ trợ hệ tim mạch. Đối với hệ tim mạch, nấm linh chi vàng có tác dụng hỗ trợ điều hòa, ổn định huyết áp với những người có huyết áp cao hay thấp. Với người bị máu nhiễm mỡ, xơ vỡ thành mạch, nấm linh chi vàng làm giảm cholesterol, giảm mỡ máu, giải tỏa cơn đau thắt tim và co tắc mạch máu. Rất tốt với người bệnh tiểu đường. Sử dụng nước uống linh chi giúp làm giảm lượng đường huyết trong máu, đồng thời chất polysaccharide hỗ trợ làm khôi phục tế bào tiểu đào tuyến tụy và thúc đẩy quá trình tiết insulin. Tác dụng đối với hệ thần kinh. Các thành phần có trong nấm linh chi vàng giúp làm giảm mệt mỏi, trấn tĩnh và thư giãn hệ thần kinh. Đã có nhiều người dùng nấm linh chi để điều trị chứng đau đầu, mất ngủ, suy nhược, stress cho hiệu quả tốt. Hỗ trợ làm giảm ung thư. Theo nghiên cứu, trong nấm linh chi có chứa chất germanium. Loại chất này có tác dụng làm sản sinh các loại vitamin, khoáng chất, đạm cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó, việc uống nấm linh chi cũng là giải pháp hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về ung thư rất tốt. Tốt cho hệ bài tiết. Nấm linh chi vàng giúp giải độc gan và hỗ trợ loại bỏ các vi khuẩn gây hại. Hỗ trợ giảm béo phì. Sử dụng nấm linh chi vàng Hàn Quốc hàng ngày sẽ giúp việc trao đổi chất tốt hơn, đốt cháy mỡ nhanh, giảm sự hình thành của tế bào mỡ. Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Sản phẩm giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch và kháng siêu vi. Trong điều trị viêm gan siêu vi thì nấm linh chi vàng có tác dụng nâng cao hoạt tính của đại thực bào và lympho bào nhờ tăng chức năng sản xuất interferon trong cơ thể. Hỗ trợ giảm rụng tóc, làm đẹp da. Nấm linh chi vàng có tác dụng điều hòa sinh lý cơ thể, tác động làm cho lông nang ở biểu bì được phục hồi, giúp mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Bên cạnh đó, sản phẩm giúp cơ thể bài tiết các độc tố, loại bỏ các sắc tố lạ trên da, làm da đẹp, hồng hào và chống lại các bệnh ngoài da như dị ứng, mụn trứng cá. Tác động hiệu quả đến hệ tuần hoàn. Nấm có tác dụng đặc biệt trong việc loại trừ cũng như làm giảm cholesterol trong máu và các thành mạch, giúp trợ tim, lọc sạch máu, giảm xơ cứng thành động mạch. Nếu bạn cảm thấy cơ thể đang mệt mỏi, kém ăn, mất ngủ, quý vị có nhu cầu sử dụng sản phẩm linh chi vàng Hàn Quốc chính hãng để cải thiện tình trạng trên, hãy liên hệ ngay tới công ty Dược Dương Thư Group.